Bạn đã một lần đốt que diêm chưa? Xoẹt một cái và que diêm bục cháy. Ánh sáng thì thật lung linh, thật đẹp. Nó sáng như chưa bao giờ được sáng và rồi tắt liệm mãi mãi. Nhưng bạn có để ý không? Khi que diêm bùng cháy, người ta lấy tay che chắn như sợ nó tắt đi vậy. Một vẻ đẹp mong manh nhưng đáng được trân trọng. Trong cuộc sống cũng vậy, khi bạn cháy hết mình như lần cuối cùng được tỏa sáng, bạn sẽ nhận lại những sự trân trọng lớn lao và chân thành nhất. Cuộc sống rất đáng để hoài nghi. Có những việc trông vậy mà không phải vậy. Nhiều lúc bạn phải lấy cả kính lúp để soi xét mà vẫn không thấy hết những khuất tất của nó. Ồ, sao lại phải vạch lá tìm sâu thế nhỉ? Cứ sống hồn nhiên vô tư không phải hay hơn sao? Ừ, thì đó là lý thuyết của những người lạc quan. Chúng ta soi cuộc sống không phải để chán nản, mà để thấu triệt nó. Bạn có thể thoải mái, dễ tính, nhưng xin đừng ngây thơ. Những nhân vật lớn đều là những người tích cực trong sự khó tính của họ. Đừng chán đời, hãy tỉnh táo và phớt đời bạn nhé. Trên bàn có 3 bàn tay. Bàn tay thứ nhất rất đẹp và sạch sẽ. Bàn tay thứ hai được điểm tô bởi lớp sơn móng tinh tế và những chiếc nhẫn đắt giá. Bàn tay thứ ba thì thô to và lắm tắm, những vệt màu li ti chẳng lấy gì làm hấp dẫn. Đa phần thì ai cũng chọn hai bàn tay đầu tiên với những lý do khác nhau, và chẳng ai chọn bàn tay thứ ba cả. Bàn tay thứ ba là của ai bạn biết không? Nó thuộc về người đã điểm tô cho hai bàn tay còn lại đấy. Ừ, thì cuộc sống mới ai chọn những bàn tay bẩn đâu, đúng không? Bạn đã từng mặc chiếc áo với hai cổ, nhuộm một chút highlight hay làm vài trò lập dị trong đời chưa? Sống khác với thiên hạ là một trải nghiệm thú vị mà ai cũng nên thử một lần. Vì sao ư? Bạn đã làm bản sao của cuộc đời này bao nhiêu lần rồi? Lúc nhỏ thì tuân theo những quy chuẩn của gia đình và nhà trường, lớn hơn là những mong cầu của xã hội. Bạn phải thế này, chú không được là thế kia. Bạn phải là bộ mặt của những nơi bạn thuộc về. Bạn là thành viên của gia tộc, là công dân của đất nước, là cha, là chồng của vợ con. Vậy khi nào bạn là chính mình? Khi nào bạn là cho chính bạn mà thôi. Lâu lâu chúng ta thử làm vài trò điên rồ vô hại, vì chính bản thân cũng là một cách để xả stress thú vị đấy. Biết đâu bạn sẽ tìm lại được những đam mê nguyên sơ của tâm hồn mình. Khi được hỏi bạn hâm mộ ai, câu trả lời tôi thường gặp là một người của công chúng nào đó, hoặc là một người thân trong gia đình. Giả dụ một ngày nào đó thần tượng của bạn sụp đổ do không còn đáp ứng được mẫu hình bạn đề ra nữa thì sao? Đa phần chúng ta sẽ rời bỏ. Đó là sự thật. Vậy thật ra chúng ta hâm mộ điều gì? Một con người hay một hình mẫu lý tưởng? Nhận ra hình mẫu ấy là khi chúng ta biết rõ hệ giá trị mà mình thuộc về. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều việc bạn thần tượng bất cứ đối tượng nào. Soi mình trong gương, bạn thấy gì? Đương nhiên là chính mình rồi. Bạn cười, hình ảnh phản chiếu cũng rạng rỡ tươi vui. Bạn khóc thì hình ảnh trong gương cũng sụp sùi ngấn lệ. Đó là thiên chức của tấm gương. Nó tồn tại trên đời này để cảnh tỉnh tâm hồn của bạn. Và xin nhớ rằng hình ảnh trong gương sẽ là hiện tại được kéo dài cho đến tương lai. Hạnh phúc hay khổ đau, tấm gương chỉ nhắc nhở, còn quyết định là của bạn. Thôi thì đời đã lắm muộn phiền, hãy để gương kia phản chiếu niềm hạnh phúc của bạn.